Cuộc sống quanh ta và Việt Hà xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia đang phải trải qua một trận lũ lụt có thể nói là tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân và dự báo vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới. Trong tiết mục Cuộc sống quanh ta tuần này, Việt Hà sẽ nói chuyện với chị Diễm Thi và anh Trân Như về tình hình lũ lụt tại các nước Đông Nam Á. Chị Diễm Thi theo dõi tình hình lũ lụt tại các nước Đông Nam Á thì chị có biết cái thông tin cập nhật nào có thể chia sẻ với quý thính giả được không ạ? Dạ, thưa chị Việt Hà, anh Trân Như cũng như là quý khán thính giả, lũ lụt ở Đông Nam Á thì kéo dài suốt từ tháng 7 vừa qua cho đến nay có thể coi là khủng khiếp nhất trong hơn một thập kỷ qua ở khu vực này. Mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước ở các con sông trong khu vực lên cao, gây ngập lụt trên toàn diện rộng. Liên Hiệp Quốc hôm 18 tháng này đã đưa ra một thông báo, trong đó cho biết là số người thiệt mạng do lũ lụt trong khu vực đã vượt quá 700 người rồi. Và khoảng 8 triệu người đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ lụt. Và Thái Lan là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 315 người chết. Hơn 80% các tỉnh thành của đất nước này bị ngập lụt ở nhiều mức độ khác nhau. Và trận lũ này được coi là nặng nề nhất ở Thái Lan trong suốt hơn 50 năm qua. Và riêng tại thủ đô Bangkok thì quân đội đã phải huy động cả triệu bao cát để đắp tường chống lũ. Nhưng có lẽ là trăm nghe không bằng một thấy, cho nên Diễm Thi mời chị Việt Hà, anh Trân Như cũng như là quý thính giả cùng xem một cái đoạn video mà phóng viên Thanh Trúc của đài chúng tôi gửi về từ Bangkok. Kính chào quý vị, Thanh Trúc đang có mặt tại vùng Paton Talat trong nội vi thủ đô Bangkok. Và thưa quý vị, Thanh Trúc đang đứng trên những bao cát ngay cái bờ kè của dòng sông Chao Phraya mà mực nước lũ đang lên rất nhanh và có thể đe dọa ngoại vi của thủ đô Bangkok. Đúng thật là nếu mà không xem đoạn video này thì cũng khó có thể tưởng tượng là nước lũ tràn vào thủ đô Bangkok khủng khiếp thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà tại các nước láng giềng, nhất là Việt Nam, thì tình hình lũ lụt ra sao, Thanh Trân Như? Thưa chị, tại Campuchia, Lào và Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất là nặng trong bởi cái lũ này. Thưa quý vị, Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Campuchia cho biết là có 17 trên 24 tỉnh của nước này chịu thiệt hại do lũ lụt, gần tới 250 người chết và tới 34.000 hộ gia đình phải sơ tán. Tại Lào đó thì lũ lụt và lở đất đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gần tới 500.000 người dân. Còn tại Việt Nam thì thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lũ lụt ở Trung ương hôm 18 tháng này cho biết là đã khiến đến 55 người thiệt mạng. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng chịu ảnh hưởng nặng với 48 người thiệt mạng và hơn 80.000 ngôi nhà đã bị ngập lụt, hàng ngàn cây số đê và đường xá đã bị phá hủy, thưa chị. Vâng, Việt Hà cũng thấy thông tin là các tỉnh miền Trung Việt Nam cũng đang phải chịu đựng những trận mưa lớn gây lũ quét. Thống kê cho biết có hơn 2.000 hecta lúa bị ngập nước. Nhân nói đến chuyện hoa màu, lúa ngập nước, đường xá, đê điều bị phá hủy, không biết là chị Diễm Thi có thông tin nào về cái tổn thất về kinh tế của trận lũ này gây ra cho các nước không ạ? Về tổn thất thì chưa có thống kê chung của toàn khu vực, nhưng mà từng nước thì đã có những cái ước tính ban đầu. Như là tại Thái Lan thì các chuyên gia cho biết là lũ lụt đã làm cho tăng trưởng GDP của nước này trong quý cuối năm là sẽ giảm xuống. Tổn thất kinh tế do lũ lụt là vào khoảng 6 tỷ đô la. Và người ta cũng dự đoán là tổn thất về kinh tế của nước này sẽ còn nhiều hơn nữa nếu như Bangkok bị ngập lụt, bởi vì GDP của Bangkok chiếm đến 41% của GDP toàn quốc. Đúng rồi, thưa chị Diễm Thi, theo như các đồng nghiệp của trên như ở bên Bangkok cho biết á, thì là cái ngành công nghiệp Thái Lan có vẻ là chịu nhiều cái thiệt hại nhất do nước lũ tràn ngập khắp nơi trên nhiều khu công nghiệp quan trọng của Thái, cho nên đã phải ngưng cái hoạt động. Và các ngành công nghiệp xuất khẩu quan trọng của nước này như là sản xuất xe hơi này, rồi máy tính hay là chế biến thực phẩm là những cái ngành mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thậm chí nhiều nhà máy sản xuất của các cái nước ngoài đó, chẳng hạn như là Canon này của Nhật đó, còn tính tới cái chuyện là rời cơ sở sản xuất của họ sang bên Việt Nam đó. Nếu tính ra vậy thì Việt Nam còn đỡ hơn Thái Lan nhiều. Yeah. Nhưng mà dời sang Việt Nam mà Việt Nam cũng lụt nữa thì không biết đi đâu. Và theo báo cáo cho thấy thì các nước như là Việt Nam, Campuchia và Lào thì tổn thất chính là trong lĩnh vực nông nghiệp, bởi vì hàng ngàn hecta lúa hoa màu đã bị ngập lụt. Và thiệt hại về kinh tế thì cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là vào khoảng 57 triệu đô la. Tuy nhiên cũng khó mà nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mùa mưa lũ vẫn còn tiếp tục kéo dài. Và trong lúc nỗi lo về vỡ đê, vỡ đập vẫn còn đe dọa hàng chục ngàn gia đình Việt Nam ở vùng bị lũ. Vâng, vậy thì các nước cũng như là quốc tế đã có những cái nỗ lực nào để khắc phục cái tình trạng lũ lụt này không? Anh Trân Như có thông tin gì không? Tùy từng nước, thưa chị. Tại vì mỗi nước có một cái kế hoạch hành động khác nhau. Như chính phủ Thái Lan hôm qua đó thì đã thông qua một cái kế hoạch là tăng thâm hụt ngân sách năm nay lên đến hơn 50 tỷ baht.
để mà lấy cái tiền cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt cũng như là các cái công tác phục hồi sau cái vụ lũ. Campuchia thì cũng đã hủy bỏ cái lễ hội đua thuyền truyền thống hàng năm để mà dành cái ngân khoản trợ giúp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ. Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đã cho xúc tiến cái chương trình là bán gạo với cái giá rẻ cho người dân trong các cái vùng bị lũ lụt. Liên Hiệp Quốc mới đây cũng đã bày tỏ lo ngại về những cái thiệt hại mà các nước này đang phải gánh chịu và nói là đã sẵn sàng để mà cung cấp trợ giúp cho các cái nước này đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Trân Như. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc mới đây cũng cảnh báo là tình hình vẫn còn có thể thêm tồi tệ vì mực nước biển tiếp tục dâng lên ở Thái Lan từ giờ cho đến cuối tháng và có thể phá vỡ các đề ngăn lũ tại nước này. Trong khi đường xá tại các nước Campuchia và Việt Nam thì bị ngập lụt và hư hại sẽ cản trở những nỗ lực đưa hàng cứu trợ cho người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Tiết mục Cuộc sống quanh ta tuần này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn chị Diễm Thi, cảm ơn anh Trân Như và xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.